mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Các bạn ơi, đây là nghe Ninja Group đó các bạn. Cũng khá hay lắm, bài chém tùm lum này, Ninja Zoom Group. Zoom, vừa bay vừa chém, vừa xoáy tùm lum luôn. Đó các bạn thấy chưa? Tiến lên nào, Cu Lì đang tập nè. Tập xong mà nó mới bắt đầu cho Cu Lì chơi. Cũng hay lắm đó các bạn. Chạy lụm vàng, đánh những con chặn đường mình đi nữa. Đó thằng con chim là nó chém một con chim, chém ba con là mình sẽ lụm được một con chim rất là bự. Nó sẽ giúp mình bay nhanh thiệt nhanh luôn. Đã lắm. Kìa đó kìa, chém. Ừ, đó ba con là được con chim bự cẩu nè. Wow, thấy chưa, bay rất nhanh luôn. Hoàn thành rồi, bây giờ ready go. Vòng đầu tiên, tiến lên. Xem coi chạy, chạy càng xa là càng tốt đó các bạn. Nó kêu mình lụm cái năm sushi gì đó, năm cái bánh sushi chẳng hạn. Vàng nhiều quá à, lụm đã đời luôn. Một cốc khen, được một cốc khen rồi. Ê con sóc, vừa chém hụt rồi. Vàng nhiều quá, ôi rồi xem tí nó lọt dưới rồi. Một con sóc. Các bạn nhớ thu hoạch đủ ba cái cùng một loại đó, nó mới ra một cái càng như là con sóc. Phải ba con sóc mới được ra con sóc bự để giúp mình chạy. Rồi cô này chết queo rồi. Chơi lại thôi. À chơi được thả bi nữa các bạn ơi, sướng quá. Thả bi thôi, thả bi coi được cái gì đây. Được tô ken là được thả bi đó các bạn. Rồi vô hầm, hầm cù bắp. Được cái gì cô này cũng không biết luôn. Tiếp tục thôi, mình chơi game tiếp tục thôi, play again. Tiếp tục điều khiển anh ninja. Chạy nào, thôi bị quảng cáo. Tiến lên, nội ninja chạy kìa. Đây là nhiệm vụ, bản nhiệm vụ. Tiến lên nào. Ninja chạy lắm vàng, ninja zoom. Vàng nhiều chưa? Bay nè, nhảy nè. Bay qua luôn. Nhảy lên, chém. Hụt rồi, ui da, phanh quá. Cẩn thận, mình phải chém nó nha. Mà các bạn không chém nó là mình đụng nó là mình tiêu đó. Được hai cái phi tiêu rồi. Một cái phi tiêu, ba cái phi tiêu, yeah. Cửa phi tiêu bay, tăng tốc độ bay. Lụm vàng luôn, giờ bay giờ lụm vàng luôn. Rất nhanh. Chém nè. Cửa phi tiêu luôn. Nhảy lên. Ôi phi tiêu kìa, chém hụt rồi. Ý tốt khen kìa, được một tốt khen. Lát nữa thật thả bi rồi. Sushi sushi, hụt rồi. Phải lụm 5 cái sushi mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhảy qua. Chém con sóc. Ôi giời, chém tiêu tiêu rồi, rớt dưới rồi. Chém tiêu nó rớt rồi. Nhảy lên. 500. Yeah, có 500. Ôi đống lửa, cẩn thận. Rớt xuống đống lửa là tiêu quá các bạn. Được một con sóc. Hụt rồi. Chạy nhanh quá à. Chém không kịp luôn. Đỡ vào phi tiêu. Được, mình chơi phi tiêu luôn. Ôi con chim. Một con chim. Con sóc nữa. Chim đâu rồi, ra đi. Ôi, chém tim nữa, rớt xuống đống lửa rồi. Hai con chim, ba con chim, đủ rồi. Chim câu tôi đi. Chim bự giúp tôi nè, chạy nhanh lên. 1400m luôn, được 304 vàng, 313 vàng, 317 vàng, 326 vàng, 341 vàng. Wow, chạy một cái 341 vàng luôn. Ngọn lửa nhiều quá, cẩn thận. Hồi sinh lại. Được hai con ong rồi các bạn ơi. Được một con ong nữa là mình có thể được con ong bự dẫn đi rồi. Con chúc. Oh my god, con chúc nó quýnh cái té luôn. Giờ tới con chúc nữa. Hấp dẫn quá. Các bạn ơi, các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Thả token được vàng.
Nâng cấp nè, nâng cấp. Cô lại sẽ nâng cấp gì đây? Không đủ tiền nâng cấp. Tiếp tục nào. Một con ong nữa bay nào.
con chim rồi xong lọt chất queo luôn. Không. Và các bạn ơi, các bạn thấy game này hay thì bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Thả tụi kem xong là Cu Lì nghỉ nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại trong những video.